Liên tục cập nhật thông tin nổi bật trong tỉnh, trong nước là ghi nhận từ tiêu điểm báo chí. Thưa quý vị, lướt qua trên các trang báo hôm nay, thông tin được đăng tải nhiều nhất liên quan đến việc Bộ Y tế đã ký quyết định thu hồi số đăng ký lưu hành trang thiết bị đối với kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Thứ trưởng phụ trách điều hành Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký quyết định này. Thông tin do báo Tuổi Trẻ đăng tải. Theo báo Tuổi Trẻ, Bộ Y tế đã thu hồi bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện SARS-CoV-2 chủng loại Flypower IVA SARS-CoV-2 RT-RPCR kit của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Bộ Y tế cũng nêu rõ quyết định này bãi bỏ các nội dung liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á tại quyết định số 5071 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế được cấp số lưu hành tại Việt Nam. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý trên báo Thanh Niên. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, ban ngành, quận, huyện cùng các tổ chức chính trị xã hội tăng cường thực hiện chiến dịch truyền thông, vận động người dân tiêm vaccine phòng COVID-19. Sau khi được vận động tiêm vaccine phòng COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân không đồng ý tiêm phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh. Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, công tác tiêm mũi 3, mũi 4 ở Thành phố Hồ Chí Minh đang chậm. Đa phần người dân có tâm lý dịch đã lắng xuống nên không cần tiêm nữa. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh chưa đồng thuận cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm chủng. Do đó, chỉ khoảng 50% trẻ ở tuổi này được tiêm. Đề xuất mở tuyến xe buýt kết nối Thái Lan, Lào, Việt Nam là tiêu đề bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo nội dung bài viết, Thái Lan đang thảo luận với Lào và Việt Nam về việc mở các tuyến xe buýt mới kết nối các điểm đến nổi tiếng của ba nước. Thông tin từ trang mạng laotiantimes.com, báo Sài Gòn Giải Phóng. Chính phủ Thái Lan đã chấp thuận đàm phán nhằm xúc tiến mở một tuyến xe buýt dài 300 km kết nối ba nước qua tuyến R12 từ Nakhon Phanom, Thái Lan đến thị xã Thakhet, tỉnh Kamon, Trung Lào và sang tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan cho biết đang đề nghị Lào đăng cai cuộc họp nhóm công tác ba bên lần thứ hai càng sớm càng tốt để thảo luận về mô hình dịch vụ và đưa ra các thỏa thuận chính thức liên quan tới tuyến xe buýt này. Ba nước với nhiều điểm tham quan văn hóa và nghệ thuật địa phương, đền đài và các địa điểm tôn giáo, cũng như các kỳ quan thiên nhiên như thác nước, núi và bãi biển. Báo Dân Trí dẫn nguồn tin từ Cục Hàng không Việt Nam sau khi máy bay Airbus A320 cất cánh, một số mảnh cao su bông từ lốp máy bay rơi trên đường băng của sân bay Liên Khương, thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, chuyến bay vẫn hạ cánh an toàn ở cảng hàng không Nội Bài do lốp không bị mất áp suất. Trao đổi với phóng viên báo Dân Trí, một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, qua kiểm tra, lốp số 4 ở càng bụng máy bay bị rách, bong lớp cao su phía ngoài chưa ảnh hưởng tới bố lốp nên lốp không bị mất áp suất, máy bay vẫn hạ cánh bình thường. Tuy nhiên, sự việc ảnh hưởng an toàn bay và Cục Hàng không sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân để ngăn ngừa sự cố tương tự. Sự cố kỹ thuật này xảy ra với chuyến bay mang số hiệu QH1422 của Bamboo Airways từ Đà Lạt đi Hà Nội vào trưa ngày 25 tháng 6 vừa qua.